Bây giờ xin mời mọi người đi tham quan tiếp nha. Wow, bảy cái đuối. Đi này con. Wow, cái con này là giống con cá mập quá vậy. Con gùa. Cá mập xanh. Ôi lộn, tôm hùm xanh nãy là cỡ 3 triệu con mới có một con. Còn tôm hùm màu, màu cam là còn hiếm rồi nữa, 30 triệu con mới có một con. Có chuyện giáp tiền nó luộc con tôm hùm xong rồi nó đem xuống dưới làm cho tôm hùm. Sao? Wow, coi mà. Wow, kỳ nó chơi. Ủa, cho mấy đứa nhỏ chơi bảo vệ môi trường, dọn rác bãi biển nữa. Wow, hai ba con nó đổi luôn nè. Hôm bữa mình đi coi là mấy con này nó ngủ. Nè cưng, coi nè. Mọi người thấy không? Mấy cái bọc không? Để gây tiếng ồn để cho nó qua đi. Đó, để gây tiếng ồn cho mấy con cá mập nó qua. À, mọi người coi cái mặt của nó nè. Có hít mà cưng. À, bây giờ mời mọi người đi coi chơi với cá đuối ha, đi sờ cá đuối nha. Hôm bữa là xung quanh cá đuối này nó, người ta đứng hàng hàng, cứ thấy trong một tấm hình đó nè. À, đi mà coi cá đuối nè. Ôi, tèn tèn tèn. Tèn tèn tèn. Vô con. Tiếng mê là bên trong khu vực nuôi cá đuối các bạn. Gần lại đắng với ba đi. À, mọi người coi qua kỳ nó chuẩn bị nó chơi cá đuối. Wow. Ôi. Me too. Wow. Yeah, hold on. Nè nè, con nè nè. Có chừng nè. Yeah. Yeah. Đó, hoặc thử. Nè, kìa. Coi chừng nó táp một cái đó nha. Nè nè, rõ ra. Ê, đừng gây ồn quá con. Đây nè. Ôi, ok, stop. Nè. Yeah, nè. Hey, enough. Nè, ngoắc đi. Nè, nướng. Cộng. Nè, cũng sợ lắm đó. Quay. Nè, con này. Con này, nè. Yeah. Nè, đúng rồi. Yeah, đúng rồi đó, yeah. Nè, con đó nè. Con này bự sợ đá. Giống như trang con khô luôn. Rồi, cưng ve ra để anh giữ đi. Khoan. Hold on. Bây giờ ba nhí giữ bé Hoa Kỳ. Bé Hoa Kỳ sờ cá đuối mấy bạn. Vui quá à. Sờ có gì đâu. Té té trời ơi.
Oh, be careful. Rồi thôi ra đi về, người ta dễ chân kìa. 5:30 thôi. Chụp rồi. 1, 2, 3. Cái bạn nhảy chân con cá lên nè. 1. Tới kìa, kìa nó tới nha. Siêu quậy vô địch. Thôi thôi đi về. Chập. Rồi. Dính rồi. Rồi đẹp. Thích lắm. Sờ cá đuối anh thích lắm. Khô cá đuối. Mấy con cá đuối này mà nó biết mình ăn khô cá đuối nó hận mình lắm. Bài bay đi con, bay mấy con cá đi. Ok. Bài bye bye đi. Bye bye. Đụng rồi khoái quá rồi. Người ta đụng giết mà da nó bị bóng á, bị mòn á. Con này. Mặt nó rồi. Mặt hạnh phúc của nó rồi. Đây giờ lấy giấy chùi tay các bạn. Rồi, lấy máy chứ, cứ lo cho tôi. Tắt đây. Xong rồi phải tin dùng cái bàn tay, ok. Đặc biệt là thời kỳ này chúng ta nên khử trùng khắp nơi. Xong rồi đi toilet rửa tay cái nữa là. Kìa các loại cá sụn, cá đuối, cá mọc. Dòng họ nhà cá rồi các bạn. Bye. Rồi đi ra quá đi. Ê, mặc áo lạnh vô. Ê, quay. Chơi xong ra không thèm mặc áo lạnh luôn mấy bạn. Giờ ba ông mặc áo lạnh cho con trai đi. Rồi giờ mình đi ra xe, đi toilet rồi đi về nha. Cũng lâu. Còn nữa hả? Tới chỗ này đi xe một ngày trời mới hết mấy bạn. Đi qua Khủng Long đi cho vui kìa. Cảm ơn mọi người. Có chiếc tàu ngầm thám hiểm thế nè mọi người. Tàu ngầm nằm trên bờ. Alo. Chỗ này là chỗ gặp phim 4D. Ủa Hoa Kỳ coi rồi phải không? Chúng ta sẽ vào thế giới Jurassic World. Ok. Thế giới của những con khủng long. Ok. Rồi mời mọi người vào thế giới thế giới khủng long nha. Khủng long cai trị trái đất cỡ 175 triệu năm. Thế rồi. Welcome to Jurassic World. Core surface. Ooh. Mày còn nó nhúc nhích đó. Hôm bữa anh có quay nó nhúc nhích, bữa nay làm gì không nhúc nhích không biết nữa. Mấy con này hôm bữa là mình quay là nó nhúc nhích rồi mọi người. Bữa nay hai là gần hết giờ nó tắt điện. Đó, vừa nói ngay. Ok,
Chắc nó điều khiển bằng di chuyển motion activity. Đó, thấy con mẹ con không? Sao tiếng giống chim quá vậy? Yeah, Triceratops. Một con, hai con. Nhà bên đây là nhà, cho mọi người thấy bên đây nè. Bên đây là trứng nó nè. Còn đây là cái nhà, cái kỳ của nó. Còn đây là cái sừng của nó. Cái sừng giống như chẳng hạn như con Triceratops nãy đó, là cái sừng đó nè. Còn đây là cái trứng con khủng long nè. Trứng khủng long nó đa dạng như trứng gà vậy đó. Còn là cái móng của con T-Rex nè. Này thành đá hết rồi. Còn răng của con, răng con T-Rex là trời. À, mọi người thấy không? Mấy con này đều có thể nhúc nhích hết đó. Đó. Thôi video nó dài, xin chào mọi người nhé.